Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sang cái bài tiếp theo. Nó sẽ nói về một cái tức là mình viết tiếp cái phần API, mình fix cái lỗi mà null ID ấy. Đấy, thì nó có một cái cách fix là mình có thể sử dụng một cái ID khác mình tự sinh ra, tức là cái ID cũ nó vẫn là số nguyên và mình sẽ sinh ra một cái ID mới. Ta sử dụng cái hàm gọi là random UUID toString, sẽ random ra mỗi một cái user, nó sẽ có một cái user ID riêng. Thì trong cái user ID này nó sẽ chứa cả số và chứa cả chữ. Đó. Ở trong cái user repository thì mình sẽ thêm các cái function tức là file, email and password. Đấy, ok rồi. Mình sẽ sửa lại một chút này. Cái phần thực thể mình không cần đâu. Các bạn có thể xóa đi. Quy hết về một nơi. Mình không phải copy paste về đây nữa. Cái phần mà liên quan đến... ở đây user repository bỏ đi này, chúng ta đổi thành user này. Cái phần ở đây chúng ta insert update này, chúng ta trả về một giá trị kiểu response kiểu hash table này. Đó, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ đấy, chúng ta sửa rất là nhanh thôi. Trong cái phần mà user controller, tức là cái phần gửi nhận các request này, ta xem còn gì không. Ở đây thì mình thêm một cái hàm nữa là mình tạo ra cái user ID ngay ở trong cái hàm khởi tạo. Ở đây cái phần foreign key, tức là mình tham chiếu từ cái thằng user ID của cái bảng product, của cái thực thể product sang cái thực thể user. Đó, cái chỗ nào mà đang kiểu số nguyên thì các bạn đổi thành là string. Đó, vì nó chứa cả số cả chữ mà. Đổi sang string. Ok, cái phần product repository thì trong này chúng ta sẽ cũng bỏ cái phần thực thể đi, đúng không? Ta bỏ cái phần quy hết về cái phần product, cái model của nó là trong product. Chúng ta ở đây chúng ta đổi cái đầu vào, chúng ta cũng truyền vào là string user ID rồi. Đấy, ta sửa khá là nhanh. Ở đây chúng ta bỏ cái product repository đi này. Ở đây là đầu vào chúng ta là string user ID này. Ok. Đấy, đây là các cái request param, tức là các cái thông số đầu vào mình truyền vào ở trong cái postman. Thì file user by user ID, ta tìm theo cái ID string này. Rồi, trong cái hàm get detail product thì chúng ta cũng thay cái ở đây cái phần product ID, chúng ta cũng có thể lấy cái phần chúng ta có thể sử dụng cái string được. Đây chúng ta tạo ra một cái, đây mới gọi là fix null ID, chúng ta có một cái trường product ID. Các bạn generate ra cái getter và setter của nó thì generate ok. Đấy. Generate getter setter. Ở trong cái phần các bạn xuống đến đây, chúng ta xem còn cái gì nữa nhỉ? Đây, đây chúng ta sẽ set cái product ID bằng cái ID mà chúng ta tự gen ra, sử dụng cái hàm random UUID. Đấy, to string để chuyển nó sang string. Rồi, chúng ta đến cái phần là thực thể product này, để xem đây còn thiếu cái gì chúng ta cần sửa, chúng ta thêm vào. Cái request param cũng lấy thông tin chi tiết từ product, chúng ta cũng lấy từ một cái product ID dạng string. Thì chúng ta cũng có một cái hàm gọi là hàm file by product ID. Đó, chúng ta sẽ tìm theo cái product ID. Ok. Chúng ta truyền vào product ID dạng string và chúng ta sẽ lấy ra chi tiết của cái đối tượng product ID đó. Ok, ở đây chúng ta là file by product ID, chúng ta truyền vào là gì? Truyền vào cái ID string này. Đúng không? Trong cái phần ok, xem chúng ta đã xong được, chúng ta có thể chạy thử được nhỉ. Đang thiếu cái gì đây? Cái dòng số 47 46. Ok, đang thiếu cái chỗ nào đây, chúng ta xem mình thiếu. Ok, các bạn lên trên đây kiểm tra này. Đây là product name, string user ID, đúng rồi. Ok. Đó. Chúng ta chạy thử chương trình đi. Các bạn nhớ là cái lần đầu tiên chúng ta chạy, chúng ta để cái DLL auto là create nhá, để nó tự tạo ra các cái bảng cho mình. Nhưng lần sau thì chúng ta sẽ chuyển sang update. Cái địa chỉ IP này chính là cái địa chỉ IP phía server, hay là hiện tại là mình đang dùng cái địa chỉ localhost. Đấy, các bạn ping đến cái máy của mình. Đấy, và các bạn nhớ là mình bật cái MySQL lên để tạo running. Rồi, để running chúng ta có thể xài được.
tên và mật khẩu vẫn là Spring User và mật khẩu 12456. Các bạn bấm send, ok. Đợi một lúc, ok, như vậy là register user successfully, thành công rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là trong cái bảng user của mình nó đã có cái bản ghi này chưa, đúng không? Chúng ta kiểm tra xem có chưa thì chúng ta có thể là vào trong cơ sở dữ liệu, chúng ta select sound from user, chúng ta sẽ ra được cái bản ghi này. Rồi, cái product, đúng không? Rồi, các bạn bấm đấy. Như vậy chúng ta có một cái product tương ứng với một cái user ID, tức là cái quan hệ lúc này của cái thằng user ID là gì? Một user thì có nhiều product đó, tức là cái ông user làm sao sở hữu mấy cái product liền. Chúng ta connect vào MySQL sử dụng câu lệnh bin này, MySQL này, đường dẫn đến này, chữ root này, user là spring user chữ P đó, P là password này, các bạn gõ 12456 vào. Chúng ta show database thể hiện ra các cái database trong MySQL. Chúng ta use WS tutorial để chúng ta chuyển đến cái database WS tutorial. Chúng ta select sound from user. Đấy, chúng ta sẽ thấy cái user của chúng ta với cái user ID như thế này. Rồi, chúng ta select sound from product where user ID bằng cái user ID chúng ta chuyển vào. Đấy, thì chúng ta có là lúc này cái ông user đang sở hữu hai cái sản phẩm iPhone 7, iPhone 8 chẳng hạn như vậy. Ok. Và chúng ta sẽ sử dụng cái quan hệ này cũng như là các cái API này để chúng ta chạy thử. Các bạn mở cái ứng dụng Android của mình lên, dùng Android Studio, mở My App, Open. Đó. Chúng ta mở lên và trong này chúng ta sẽ mở đến cái màn hình gọi là cái màn hình login, đúng không? Rồi, để chúng ta đăng ký user trước đã. Rồi, ở đây nó đang nhảy thẳng sang cái màn hình danh sách product, cái này chúng ta chưa quan tâm vội. Các bạn bỏ cái phần check login của cái bài trước đi. Đó. Cái phần bài trước là chúng ta sẽ gọi cái hàm login API ở cái dòng 80 này này. Chúng ta cần phải thêm một cái thư viện vào. Cái thư viện này nó tên là Volley. Đấy. Cái thư viện Volley này nó có nhiệm vụ là gửi các cái request lên phía server và nhận các cái phản hồi về. Sau đó hiển thị lên và làm gì đó. Đấy, tùy theo cái việc của mình. Chúng ta mở đây, com application, chúng ta tạo ra một cái package. Package này chúng ta đặt tên là server, đúng không? Thì trong cái package server này chúng ta sẽ có các cái class, chẳng hạn như là chúng ta có một cái interface tên là server interface. Trong này nó chứa các cái function, các cái hàm mà liên quan đến việc tương tác đến web service. Đấy, chúng ta chẳng hạn như là login with email and password. Thì đây là một cái hàm mà đầu vào là email và password. Đấy, chúng ta truyền vào email và mật khẩu thì chúng ta sẽ login được. Chúng ta tạo một cái Java class là server và thực thi cái interface này. Có nghĩa là nó phải thực thi cái hàm login with user, with email and password này. Đó. Chúng ta có các cái thuộc tính final string, tức là các cái URL, các cái đường link đến các cái request ấy, có URL login này. Đấy, thì chúng ta lấy ở đâu? Chúng ta lên cái đây, các bạn login với cái tên cái email là như thế này, và đấy chúng ta login thử bằng postman trước, đúng không? Cái password của chúng ta là 123456, đúng không? Đoạn copy, sau đó chúng ta ném vào trong đây, chúng ta paste vào đây. User time là default có nghĩa là nhập theo username và password đó. Sau đó chúng ta bấm send để gửi request thì chúng ta sẽ nhận được không nhận được gì. Thế chúng ta phải xem cái code trên server của mình đang sai ở chỗ nào. Đó, đang sai ở chỗ nào. Chúng ta nhập đúng tên và password rồi, đúng không? Các bạn select sao, ok. Tên, tuổi, password và email chứ đúng rồi, thế nhưng mà nó chưa được. Bởi vì chúng ta phải kiểm tra lại xem cái hàm login này đã đúng chưa. Thì trong cái hàm login này chúng ta thấy rằng là gì? Return response khi finally, tức là try catch kiểu gì cũng nhảy vào đấy, đúng không? Các bạn đặt debug ở đây xem nào. Chạy. Chúng ta đặt debug và debug chương trình. Đó, chương trình của chúng ta sẽ sau khi nhận được request nó sẽ làm sao? Đấy, đợi một lúc đang chạy đây này. Rồi, các bạn đợi một tí đi. Ok, khi mà nó đã started này rồi thì chúng ta có thể send request. Rồi. Đấy, chương trình sẽ nhảy đến dòng số 50. Trong dòng số 50 chúng ta có một cái response dưới dạng key value. Đó, nhảy xuống đây luôn. Vì sao?
vì cái user chúng ta không phải là Facebook, và chúng ta tìm cái file by email and password, đây email đây, password đây rồi, user repository file by email and password, đó, cái dòng này chúng ta cho next đi, thì xem nó có chạy không, đấy chạy rồi, vì sao? Tức là trong trường này chúng ta không tìm được ra, đấy, thì các bạn để cái này là exception chung đi, để chúng ta biết xem là cái exception trong trường này nó nhảy với cái exception gì. Rồi chúng ta sẽ vào postman, chúng ta gửi request lại lần nữa để chúng ta xem lại cái exception một lần nữa. Đấy, khi các bạn bấm send, ok, thì chúng ta next, next xuống đến đây, nó nhảy đến exception đây. Thì cái exception này là no default constructor for entity. Rồi cái lỗi này rất là dễ sửa thôi. Các bạn cho một cái hàm khởi tạo mặc định cho cái class user này. Hàm khởi tạo mặc định thì nó có tên trùng với tên class và bên trong nó không làm gì cả. Đấy, public user bên trong ta không làm gì. Thì chúng ta sẽ được một cái hàm default constructor của cái thực thể user. Đúng không? Ok. Ngoài ra thì chúng ta trong user controller, rồi các bạn bấm, rồi các bạn debug lại chương trình đi. Sau khi debug lại chương trình thì chúng ta thấy là gì? Rồi chạy một lúc, chạy chương trình đi. Đấy, cái web service nó start hơi lâu, ok. Started này, chúng ta sẽ mở postman, chúng ta debug, rồi bấm run. Đó. Thì ở đây chương trình chúng ta sẽ chạy xuống đây, rồi xuống đây ok rồi đây này. Tức là trong cái trường hợp này thì nó tìm thấy cái user này, ok. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu mà cái file được user nó bằng null ấy, có nghĩa là không tìm thấy, thì nếu mà khác null thì là tìm thấy. Đấy, chúng ta tùy chúng ta ghi các cái thông số vào đây. Tức là nếu mà cái file được user nó bằng null, có nghĩa chúng ta không có cái bản ghi nào, chúng ta không có cái user nào với cái tên và email và password như vậy, nghĩa là chúng ta không login được. Rồi. Đây là một cái đường link cho cái API login. Đó, chúng ta sẽ xây dựng cái đường link này cho vào cái biến gọi là URL login, đúng không? Chúng ta sẽ xây dựng và chúng ta phải tách ra là cái phần server name và cái phần port. Thì chúng ta cho vào hai cái biến tên là server name và port. Thì cái server name này tạm thời chúng ta đang là localhost, thế còn cái port là 8081. Đấy. Thì cái này chúng ta khi mà chúng ta deploy lên server thì chúng ta sẽ sửa cái thông số này đi, cái port này đi, cũng như là cái server name này. Đó. Chúng ta sửa hai thông số này đi thì chúng ta sẽ xài được. Ok. Cái email, cái string này chúng ta sẽ nối sâu thôi. Thì để nối sâu thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ gọi API web service ở đây. Chúng ta có một các cái đối tượng của cái thư viện Volley. Chúng ta yêu cầu là có cái thư viện đối tượng như là JSON Object Request và Request Queue. Đó, những cái đối tượng như vậy. Đây là hàm constructor, tức là hàm khởi tạo. Thì cái hàm constructor này chúng ta sẽ có cái gọi là truyền vào là context. Context có nghĩa là cái tham chiếu đến cái màn hình mà gọi cái request này thì nó là một cái activity, đúng không? Cụ thể nó sẽ làm cái activity. Chúng ta khởi tạo các cái đối tượng request queue và cái JSON object. Rồi, request chúng ta là request post. Đấy, chúng ta sẽ khởi tạo JSON object request. Cái đường link của chúng ta là URL login. Đó, cái URL login thì chúng ta sẽ truyền cái URL login ở trên và nối string với lại các cái tham số chẳng hạn như là email và password và user time. Rồi, chúng ta truyền vào đây. Đó, email này, password bằng này, nối với password và user time, chúng ta truyền vào đây. Cái thông số truyền vào chúng ta để null bởi vì chúng ta truyền vào trong cái string kia rồi. Ok, không sao cả, bạn truyền như thế đi. Chúng ta có thể truyền theo kiểu param, như ở đây mình có thử truyền param nó không chạy. Đấy. Thì các bạn truyền theo cách này cũng được, cách nối sâu cũng được. Chúng ta on response là cái hàm mà nó sẽ cho chúng ta lấy được cái đối tượng JSON object response. Còn trường hợp chúng ta không lấy được thì nó sẽ nhảy đến khối cache, và trong cái khối cache này mình sẽ trả về cái dữ liệu sai cho dữ liệu nó không tìm thấy được cho phía client. Đó. Chúng ta lấy ra các cái string chẳng hạn như result. Đây, chúng ta có ba cái string key. Key là result, này, message và data. Đó, chúng ta lấy ra ba cái key như vậy. Chúng ta có message, lấy ra message. Chúng ta có data là một cái JSON object. Đây,
data lúc này nó là một JSON object, và cái JSON object nó có các cái trường như thế này, JSON object data bằng request get data đó. Trong cái data này chúng ta cần có một cái gì ạ? Tức là chúng ta sẽ phải chuẩn hóa cái data này, cái dữ liệu nó không phải ở dạng key value nữa, mà chúng ta sẽ có viết một cái hàm nó giống như một cái factory để nó tạo ra một cái đối tượng object từ các cái dữ liệu dạng key value đó. Thì chúng ta tạo ra một cái new Java class, trong cái Java class này tên là user đó, chúng ta tạo cho nó một cái thực thể là thực thể user. Trong thực thể user này chúng ta có các thuộc tính name, email, user type, password. Nhớ là password thì chúng ta cũng nên lưu dưới dạng mã hóa nhé. Trong trường hợp đơn giản thì mình lựa dưới dạng thô, nhưng trên ứng dụng thật thì chúng ta sẽ lưu dưới dạng mã hóa, chúng ta phải mã hóa sang một cái string khác. Chúng ta gen ra các hàm getter và setter để chúng ta dễ sửa đổi các cái t, các cái giá trị của các thuộc tính này. Chúng ta convert từ JSON sang đối tượng user qua một cái hàm static. Chúng ta có một phương thức static, chúng ta đặt tên là create user from JSON object. Cái đầu vào của nó là một cái đối tượng JSON và đầu ra nó là một cái đối tượng user. Đấy. Thì cái method này nó giống như một cái factory method, đúng không? Nó tạo ra một cái đối tượng, là các cái factory method. Rồi, chúng ta cũng đưa vào trong khối try-catch, và trong cái khối try-catch này chúng ta cũng trả về các giá trị tương ứng, chẳng hạn như nếu không lấy được dữ liệu trả về null, còn lấy được dữ liệu thì nó trả về cái đối tượng user, thì chúng ta sẽ là return new user, ta chuyển vào các cái giá trị là name, email, user type, password và user ID. Ok. Đấy, chúng ta sẽ gọi cái hàm này, bởi vì nó là một cái phương thức static cho nên là cái cách gọi của nó là sẽ là tên class chấm với lại phương thức static. Rồi, chúng ta sẽ làm sao? Tạo ra một đối tượng tên là login user, tức là một cái user đã login vào. Thì là bằng gì? Tên đối tượng, tên class, tức là user chấm create user from JSON object, ta chuyển vào là cái data dòng số 44. Ok. Đó, chúng ta chuyển vào và chúng ta sẽ mang cái data này, chúng ta return về cái giá trị mà return về cái object, tức là chúng ta truyền cái object này cho cái activity mà gọi nó. Đấy, chúng ta sẽ lưu vào một cái thuộc tính tên là login user. Rồi, trong phần catch này chúng ta sẽ in ra màn hình, thì cái log d này các bạn in ra màn hình hoặc là system out print line cũng được nhá, log d hoặc là toast cũng được, toast là in ra giao diện. Cái login user này xem nào, chúng ta làm nào nhỉ, chúng ta cho lên là thuộc tính của thằng class này đi. Chúng ta log d, chúng ta có một cái tag cho cái log d, thì cái tag này thực chất là một cái string, thì cái string này thông qua string mình sẽ biết là cái lỗi của mình nó dính theo cái tag nào, nó theo cái chủ đề nào. Đấy, chúng ta đặt tên nó là gì, web service. Đấy, tức là những cái log hay là những cái in ra mà nó liên quan đến web service đó. Chúng ta có cái message ở đây là gì, cannot, chúng ta cho một cannot login user, đúng không? Không thể đăng nhập được user, và chúng ta nối với lại cái e.toString, đúng không? Chúng ta chuyển đổi cái arrow này sang dạng string để hiện ra cho người dùng biết. Nếu mà chúng ta kiểm tra cái trường gọi là trường result bằng ok, ở đây cái phần mà có ok không thì mình cũng chuyển vào trong cái trường result, tức là ok hoặc false. Mình sẽ kiểm tra cái giá trị trường ok thì mình mới lấy dữ liệu, còn không thì mình không lấy dữ liệu. Đó. Như vậy là cái đối tượng login user ở đây nó sẽ có hai giá trị, là hoặc là có giá trị được tạo ra là lấy được dữ liệu, còn không lấy được dữ liệu thì nó sẽ bằng null. Đó, sẽ có hai, nhận một trong hai giá trị như vậy. Thế bây giờ làm thế nào mà tại cái dòng số 51 này mình reload được cái login activity? Đó. Thì làm nào các bạn reload được? Thì trong cái login activity này chúng ta sẽ bây giờ chúng ta tạo ra một cái interface chuyên để phục vụ cái công việc lấy dữ liệu trên server, chúng ta đặt tên là iWebService. Thì cái interface iWebService này nó sẽ có một cái hàm là getResponse. Bởi vì cái đối tượng response này về từng màn hình nó có thể là nó khác nhau. Đấy, không phải lúc nào nó cũng là user, cho nên chúng ta sẽ bọc trong một cái đối tượng object, đúng không? Nếu các bạn làm những C# hoặc là boxing. Chúng ta get response, đấy, có nghĩa là chúng ta phải thực thi cái hàm này.
Thì cái hàm này nó được thực thi khi mà dữ liệu lấy về thì bên 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 chỗ web service nó sẽ bên cái hàm mà lấy dữ liệu web service nó sẽ gọi cái hàm này, đồng thời là ở bên đây nó sẽ phải thực thi cái nội dung của cái hàm đó, nó sẽ navigate sang cái màn hình danh sách các cái place đó. Thế còn không, nếu mà không không có dữ liệu thì nó không navigate. Ok, cái hàm on click listener có thể viết cái dạng ngắn gọn hơn, sử dụng biểu thức lambda đấy như thế này. Chúng ta gọi hàm login user and password, ta truyền vào các cái giá trị email và password chúng ta truyền vào đây. Ok, cái context truyền vào chính là cái activity, chính là login activity đó. Như vậy khi mà lấy được dữ liệu thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải gọi cái hàm response data của activity. Lúc này nó là sẽ, mình sẽ phải ép kiểu, thì các bạn ép kiểu về dạng interface nó sẽ hay hơn. Tức là ép kiểu về dạng interface thì cái hàm response này chúng ta có thể sử dụng được cho nhiều các màn hình khác nhau, không chỉ là login activity nữa mà còn là các cái màn hình khác. Rồi đấy, chúng ta có hai trường hợp là login user bằng null và khác null. Finally là gì? Finally là cái kiểu gì có lỗi hay không có lỗi thì chương trình cũng nhảy đến finally đấy, của khối try catch rất là hay. Thì trong này chúng ta sẽ gọi cái hàm get response. Ok, rồi các bạn đặt thử debug vào đây đó, ta đặt thử các cái debug vào các cái vị trí này, sau đó chúng ta debug chương trình để xem là nó chạy như nào. Chúng ta cho chương trình debug đi và chúng ta kiểm tra xem là nó có chui vào cái khối nào, và khi nó chui vào cái khối đó thì chúng ta sẽ xem dữ liệu được là được reload hay không. Đó. Rồi, chúng ta bấm ok. Chúng ta chạy chương trình, rồi chúng ta đợi, các bạn đợi một lúc đi. Đó, các bạn gõ vào là hoang444@gmail.com, bấm đi. Đấy, thì lúc này chương trình của chúng ta nó sẽ chạy đến là gì? Login with email and password này, chúng ta truyền vào các cái tham số này. Đấy, nội dung của email và cái nội dung của password. Rồi, nội dung mật khẩu, nội dung email. Đấy, chúng ta kiểm tra trên đây thì chúng ta kiểm tra xem là các cái giá trị chúng ta lấy về nó đã chuẩn chưa. Các bạn bấm vào các cái chi tiết của các cái đối tượng thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Ok, rồi, trong cái debugger này, này các bạn nhìn thấy password đây là đúng là bằng 123456 rồi này. Email thì bằng là bao nhiêu? Email thì bằng là hoang444@gmail.com. Các bạn chạy đi. Đó, chương trình chạy đi. Ok, thì khi mà chạy chương trình ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là đây, chương trình nó chạy đến đâu rồi nhỉ? Chả thấy chạy gì cả. Chúng ta thiếu một cái lệnh nào đó mà nó không chạy được. Chúng ta thiếu một cái lệnh nào đó. Đây, chúng ta cần phải nhét cái JSON Object Request đấy vào một cái queue. Đấy, cái này nó mang tính là sắp hàng, xếp hàng, tức là các cái queue, các cái request có thể là gửi request trước nhưng mà dữ liệu nó lại không nhận đồng, nó lại không nhận theo thứ tự. Đấy, chúng ta đưa vào trong một cái đối tượng request queue. Ta bấm send. Rồi các bạn mở emulator lên, gõ hoang444@gmail.com login. Rồi. Chương trình chui vào đây, next một cái. Chui vào đây, khởi tạo request queue, chui vào đây. Next cái nữa xem nào. Rồi. Đấy, error, tại sao error nhỉ? Chỉ vào error đi để nhìn xem error lỗi gì. Thì đây nó báo rằng là not request HTTP traffic to localhost, tức là nó không cho phép mình gửi request lên localhost. Thì cái lỗi này chúng ta sẽ fix bằng cách là từ Android 9 nó mới bị cái lỗi này. Thì các bạn cho thêm một cái thuộc tính là gì? Debug này, manifest placeholder. Ở đây chúng ta đặt cái user clear text traffic bằng true. Thế còn trường hợp release, tức là cái phiên bản chúng ta release lên để chạy thật ấy, thì chúng ta sẽ chuyển về false. Đấy. Khi mà chúng ta chạy test thì chúng ta có thể dùng cái server localhost, nhưng mà khi chạy thật chúng ta có server thật để chạy. Rồi, ở trong này chúng ta để cái thuộc tính như use clear text traffic nó bằng cái thuộc tính use clear text traffic ở kia. Rồi các bạn bấm debug. Ok, chúng ta chạy chương trình đi, hoang444@gmail.com. Chúng ta sẽ là 123456. Ok. Rồi, các bạn log in to your account. Rồi, nó sẽ chạy khởi tạo đối tượng server. Bấm xuống đây. Rồi, chúng ta JSON Object Request ta next đi. Đó.
Ok, lúc này chúng ta đã lấy được cái response giống như là chúng ta gửi trên Postman, có nghĩa là cái việc lấy response này là ok rồi. Đó, chúng ta có message login user successfully. Chúng ta kiểm tra xem là cái result đó nó bằng ok không. Nó vẫn nhảy vào lỗi, vì sao? Tại sao vẫn nhảy nhảy vào finally rồi đây này. Cái login user này vẫn đang lỗi. Đây đây, ok rồi. Chúng ta nhìn thấy là dữ liệu nó ra ok rồi. Nhìn thấy không không có gì băn khoăn rồi. Hoàng 444, ok, chúng ta nhìn thấy đây rồi. Chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta phải sửa cái lỗi, tức là ở cái dòng số 47 ấy. Ở cái dòng số 47 chúng ta thấy rằng là cái data. Rồi, thì chốc nữa mình sửa cái lỗi đấy. Ở đây, đấy, chương trình nó nhảy luôn về đây. Mà cái hàm onResponse này nó lại nằm trong login activity. Thế cho nên là chúng ta tha hồ, chúng ta reload giao diện tùy thuộc vào cái dữ liệu response về, đúng không? Chúng ta kiểm tra nếu nó bằng null thì làm sao? Thì chúng ta sẽ hiện ra màn hình là cannot login. Đó, ta sẽ hiện sâu ra màn hình như vậy. Thế còn xong chúng ta return để chương trình này khỏi chạy nữa. Rồi các bạn chạy đi. Chạy không phải debug đâu. Rồi bỏ cái phần debug này đi các bạn, chạy đấy đi. Rồi tắt. Rồi ok debug. Debug chương trình thì ta launching app, đợi một tí này. Rồi ta hoàng 111, chúng ta cố tình cho một cái email password sai vào, ta log in chạy đấy, thì chương trình chạy đến đây, chạy đến đây. Rồi chúng ta xuống đây là phone, rồi message data, data lúc này là nó là mình đang để dạng string. Exception, exception vì sao? Vì cái data của mình nó đang là object, nhưng mà ở trong cái trường hợp không lấy được dữ liệu thì mình đang để nó string. Thế thì fix cái lỗi này đơn giản thôi. Chúng ta fix cái lỗi này thì bằng cách là chỉ khi nào mà ok thì chúng ta mới lấy cái trường data ra. Đấy, chúng ta sẽ làm như thế. Ngoài ra thì chúng ta có thể thêm một cái trường nữa để truyền cái thông báo lỗi vào đây. Đấy, gọi là error message. Ngoài ra thì chúng ta có thể nâng cấp cái chương trình này lên bằng cách là thay vì dùng cái error message này, chúng ta có một cái object error. Đấy, chúng ta có một cái đối tượng error để chúng ta quản lý cái việc message này, ok. Đấy. Chúng ta phải sửa lại một chút. Ở đây chúng ta thực thi lại cái tên hàm nó khác đi, on error message. Và trong cái hàm gọi đến cái get response này, khi mà gọi cái response này, cái lúc mà lấy được dữ liệu rồi ấy, thì chúng ta sửa lại một chút, đúng không? Chúng ta get response null, ok. Tức là nếu mà lấy được dữ liệu thì error message bằng null, còn không lấy được không lấy được dữ liệu thì error message nó chính là cái nội dung của cái lỗi đấy, đó, nội dung của cái lỗi đấy. Ok. Chúng ta sẽ gọi cái login message ở đây, cái error message ta truyền cái message mà chúng ta lấy trên server về ấy. Đấy, ta truyền này để đảm bảo là cái thông tin khi mà chúng ta chạy, ta truyền từ web service xuống đến activity là nó không bị mất, đúng không? Đây chúng ta cũng truyền cái trường hợp lỗi message này, chúng ta truyền null vào, đúng không? Trường hợp bị lỗi thì chúng ta sẽ truyền xuống đây là cái e.toString, đúng không? Kèm thêm là cannot login user, trình ra cái lỗi chi tiết là như vậy. Đó, thì chúng ta có thể bỏ cái finally đi, không cần thiết. Rồi thì trong cái class server này chúng ta sẽ các bạn xuống dòng đi, ở đây chúng ta sẽ rồi chúng ta cho cái null này trước này. Rồi còn gì sai không nhỉ? Rồi ở đây chúng ta cũng hiện cái lỗi ra, ok. Tức là chúng ta cái hàm get response nó có hai phần, phần dữ liệu đổ về và cái phần message hiển thị thông tin của lỗi. Rồi chúng ta debug chương trình đi. Đó, chúng ta debug chương trình đi, chạy. Rồi hoàng111@gmail.com 111, chúng ta cố tình cho một cái password sai để các bạn login. Đó, các bạn run rồi. Debug chương trình đấy. Ở đây chúng ta có result, có message, có data đây, cái ở đây rồi, ra lỗi rồi đây, chuẩn ở đây đấy. Đây nhá, đây cái phần dòng 47 nhá. Dòng 47 chúng ta sẽ cắt và paste xuống cái xuống chỗ dưới dòng 49. Bởi vì sao? Khi nào lấy cái data, cái result equal bằng ok thì chúng ta mới lấy ra cái data. Đấy, cái object data. Đấy, như thế nó tối ưu một chút đi. Rồi, ta run.
ta debug chứ. Debug chúng chương trình, rồi ta chạy đợi một lúc. Rồi, ta lại mở lên. Hoàng 111, rồi chúng ta chạy login, rồi. Ta đang cố tình login sai cho email password sai đó. Nên lấy được result này, lấy được message này. Ok, đấy trường hợp này nó không ok, nó nhảy thẳng dưới thì chúng ta đỡ phải mất công lấy thêm một cái lấy thêm cái đối tượng data nữa. Rồi. Nếu mà bằng null thì sẽ trả về lỗi. Rồi đấy. Chúng ta sẽ đây chúng ta kiểm tra nếu mà bằng null thì trả về lỗi. Chúng ta có thể thay bằng kiểm tra cái error message đúng không? Tức là nếu mà error message khác null thì chứng tỏ là có lỗi. Đấy, thay vì chúng ta tìm kiểm tra cái kết quả thì chúng ta sẽ kiểm tra cái trường gọi là error message ha. Rồi chúng ta chạy lại hoàng 123@gmail.com. Cố tình cho một cái password khác đi. Đó, bấm vào nó sẽ báo là cannot find user. Yeah, thế còn hoàng 444 chúng ta a@gmail.com. Rồi cho các bạn bấm sign in đi, cho một cái password vào đấy chúng ta sign in đi. 456 sign in, log in to your account. Rồi, đấy. Như vậy trong trường hợp này ok thì nó sẽ nhảy sang màn hình tiếp theo. Thế còn cái list đấy thì mình sẽ làm trong bài sau. Ok. Trong cái phần save user info, các bạn chú ý là mình còn một cái hàm gọi là lưu thông tin người dùng. Thì ở đây mình đang trong cái bài trước mình lại viết nó là Firebase user. Đấy, mình muốn dùng cái hàm này cho cả hai cái. Thì mình sẽ làm sao? Mình dùng cái lớp cha đi, object user, và mình kiểm tra xem là cái user này trong trường nào nó là Facebook user và trong trường nào thì nó là đối tượng user của mình. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra sử dụng cái hàm is instant up xem là cái đối tượng đấy được tạo ra từ class user hay là class Firebase user. Rồi, chúng ta paste vào đây. Đó. Ngoài ra thì chúng ta else, ở đây chúng ta phải else nếu mà trường hợp mà nó else if cái user is instant up user. Đó. Ta cầm cái đoạn lệnh này và paste vào đây, default user id user .get user get uid, ta get email đó, ta lấy ra thông tin. Ok, thì chúng ta làm sao, chúng ta xếp cái này vào share preference, tức là xếp vào cái local của cái điện thoại của cái smartphone của mình ấy. Để lần sau mình đọc dữ liệu ra, mình kiểm tra, nếu mà có dữ liệu thì mình navigate sang màn hình tiếp theo, đỡ phải login nữa. Đó. Thì chúng ta kiểm tra đây, nếu mà có kiểu user này thì chúng ta sẽ lấy ra được cái gì. Ta save user info, ta truyền vào đây là response object. Đúng không? Trong trường hợp này chúng ta save cái đối tượng của chúng ta vào. Và lần sau thì chúng ta sẽ lôi ra, ta kiểm tra thông tin. Đấy. Và chúng ta sẽ navigate tùy thuộc vào cái đối tượng đó đó là gì. Đó. Ok. Chúng ta bỏ cái hàm check login này ra. Đấy, thì các bạn sẽ chạy lại chương trình với ví dụ này. Ok, như vậy bài hôm nay mình đã xong về cái tích hợp cái API login. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người.